Dạ, xin kính chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Tiệm Máy Nổ Hoàng Dân. Hôm nay là ngày 15 tháng 8. Hôm nay thì cửa hàng chúng em xin giới thiệu tới các cô chú anh chị là bộ dàn sới IH85. Bộ này còn rất đẹp nha anh em. Giờ quá. Rồi để một lát nữa em đẩy cái bộ này ra ngoài rồi em rửa gáy cho sạch sẽ lại. Rồi em sẽ quay chi tiết lại cho các anh em xem nha. Bộ này còn rất mới luôn. Con này 4 số nha anh em. Rồi thôi bây giờ em đẩy ra rồi em rửa gáy rồi em test nổ cho các anh em xem nha. Em cho nó chạy thử luôn. Rồi anh em ơi, hồi nãy giờ em rửa gáy nó xong rồi đó. Anh em thấy không? Cực kỳ đẹp không? Còn mới tinh luôn. Anh em thấy máy không? Cái đầu này là đầu NS9 nha anh em. Bộ vàng là IH85, đầu máy là NS9.
đó, này em thấy không, còn mới tinh luôn, còn rất là đẹp luôn đó. Cái bộ này thì còn quá trời đẹp luôn nè anh em ha, ốc tán là còn nguyên si hết nè đó. Cái đầu F9 này thì 8 người rưỡi nha anh em, 2400 đi tour, không tải là 2550. Đèn đốm nó là còn đầy đủ luôn. Còn rất là mới luôn nha anh em. Cái bộ này là bộ sinh giữa nha anh em. Đó nè anh em thấy cái mình đã không? Sườn nữa nè. Cũng còn rất là đẹp luôn. Còn si bảy màu luôn nha anh em. Đó. Ốc tán là còn đẹp. Còn rất là im luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ test nổ máy cho nó chạy tới chạy lui xong rồi xới luôn cho các anh em xem nha. Nha anh em.
cho nó vừa chạy vừa xới cho anh em xem nha. Tới là ok hết. Trước tiên thì anh sẽ cho anh em xem cái đầu máy trước nha. Đó. Thì ốc tán nữa đây. Còn mới tinh luôn. Nguyên si chưa dấu tháo mở luôn nha anh em. Đó, tên heo nó còn chưa dấu tháo mở luôn. Đây mặt trước nữa nè. Rồi còn nguyên si quá đẹp luôn nha anh em. Đèn đớp nó là còn nghiêm chỉnh hết. Đó. Quá đẹp luôn anh em ơi. Rồi. À, anh em nào yêu thích con này thì liên hệ tới số điện thoại bên góc trái màn hình giùm em nha. Thì bên em sẽ tư vấn và báo giá cho các cô chú anh chị luôn. Rồi video của chúng em tới đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem video. Nhớ đăng ký và bấm chuông thông báo để nhận được thông báo và video mới nhất. Địa chỉ cửa hàng chúng em thì nằm ở khóm 1 thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, nằm cạnh quốc lộ N2 chân cầu vượt. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem video và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.